bắt đầu lại từ đầu có thể là một trong những điều đáng sợ nhất mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Nỗi lo sợ thất bại, sự mơ hồ của tương lai và áp lực từ xã hội khiến nhiều người cảm thấy do dự. Chúng ta thường sợ mất đi những gì đã xây dựng, sợ sự không chắc chắn và sợ cảm giác cô đơn khi phải làm lại từ đầu. Nhưng đằng sau nỗi sợ hãi ấy, đó là cơ hội để khám phá bản thân một cách sâu sắc hơn. Bắt đầu lại không chỉ là mở ra một chương mới, mà còn là cơ hội để viết nên câu chuyện mới của chính mình. Đó là lúc chúng ta có thể tìm lại những đam mê đã bị lãng quên và xây dựng một con đường mới đầy hứa hẹn. Hãy nhớ rằng, dũng cảm không phải là không biết sợ, mà là biết sợ nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Dù có khó khăn thế nào, hãy tin tưởng vào chính mình và bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy mạnh mẽ lên, bạn sẽ tìm thấy ánh sáng cuối con đường.